Hoài, kiểu sao mà nói đây nè. Thì thôi khỏe sao mày nước chanh uống coi. Vừa lo cho heo bò gà vịt, lo cho con mà giờ lo cho ông nữa. Mày tao chưa chịu nổi. Vợ tao chứ phải má tao rồi nha. Mỗi ngày á, sai xỉn biết mò về. Nhảy ra. Sao hôm nay rồi lại lấy xỉn nằm lên la liệt mà được. Lật tao quýnh ra. Chạy nào. Chanh thấy rồi nè. Cầm tay cái chanh coi. Cũng cầm nó đập đầu liền á. Mày biết tao uống rượu. Uống rượu mà khoái nước chanh ngọt ngay vậy. Lát rồi nó sai nữa rồi sao. Tao mà sai xỉn rồi lát tao đốt cái nhà này cho ra rồi gốc xài ở rồi. Vừa phải thôi nha. Ông có biết là con đang ngủ không? Cứ la la ông sợ người ta nó tức làm sao. Nó con vô bụng nó má ra hả? Liễu ơi! Gì? Nhức đầu quá. Cậu gió. Cậu gió. Lấy gối cho nằm coi. Ơi chị, sao mà nói không biết nữa. Cậu gió. Cậu gió. Dạ con biết rồi cha. Sao đây? Mày dở lưng tao rồi mày cỡ từ từ đó mày. Sao? Trời ơi! Trời ơi! Lưng tao đâu phải lưng heo rừng lăn chai đâu mà cạo kiểu đó! Cha mẹ mày muốn dạy cạo gió hả? Làm cái gì hả? Mày cạo y như là mấy con ruồi nó bu vô cái hộp xài à. Thôi vừa phải thôi nha! Mạnh cũng không chịu, dạy không chịu, giờ muốn gì đây? Mày muốn người ta chết phải không? Biểu coi. Biểu gì? Ẩm đi vô buồn. Trời ơi. Vô buồn biểu coi. Vô buồn chi? Vô buồn. Hay vô buồn. Vô buồn. Vô buồn đâu đánh tôi hả? Vô buồn cạo gió. Chứ ở ngoài đây cạo gió rồi gió má nó vô lỗ chân lông mà. Trời ơi là trời. Tại sao lúc nhậu á không có sợ là vô lỗ chân lông à. Hả? Ôi trời ơi, mày muốn người ta chết sớm phải không? Mày muốn tao chết sớm rồi mày lấy chồng khác phải không? Trời ơi trời. Phải không? Mày chê tao chứ gì à, ghê ha. Nhìn đây nè, cái đầu của tôi đây nè. Có một cái đầu à mà không có thời gian để gọi. Thằng nào mày dám lấy hả? À. Thằng điên nào mà lấy tôi hả? Thằng điên nào? Thằng điên nào? Mày nói tao điên phải không? Trời ơi, vợ mày dám nói chồng điên. Trời ra khỏi nhà. À, quá trời ra. Mày ngon không? Trời ơi. Mày dám quýnh chồng á. Bữa nay tao nói thiệt cho ra khỏi nhà. Mới thử có một chút xíu. Mới thử có chút xíu mà muốn bỏ tao mày lấy thằng khác. Tao biết mày muốn lấy cái thằng bự con hay tao. Thấy không? Trời ơi. Cũng thấy không? Tao mới lấy thằng bự mà. Tao chính là trang tử thử vợ. Ông đi đâu vậy? Đây quần áo mày đem không? Ông làm gì? Quần áo mày ra đem đi ra. À, trời ơi! Đi ra khỏi nhà tao. Đi ra khỏi nhà tao. Đi! Đừng ở đây nữa. Khóc hả vậy? Tao là chồng mà. Mày dám ăn nói vậy ai không? Hả? Hả? Gom hết quần áo bỏ vô đi. Sao nó trông trọng vậy? Ai mà ồn ào vậy? Hả? Ai hả? Ngồi ở đây nào ở nhà không ngủ hết rồi hả? Đi ra ngoài cổng có ai bấm chuông đó. Có ai không? Dạ ba. Ba là thằng nào? Ba là thằng nào? Ba về đó. Về ông Sơn này. Hả? Ê, con bé anh sao nằm ra? Ba ba. Mày nằm ra ai mà làm cái gì con tôi là chết với tôi nha. Bé ừ. Anh có sao không nè? Vợ con nó dằn vặt con. Ừ. Dằn vặt quý tử của ba. Ừ, làm gì mày? Nó đầu chỉ lấy thằng bự con hơn con. Con mà mày. Con tớt. Tớt quá ba. Ừ. Ba. Tớt quá ba. Sao mày đưa tao đi vòng ẩm hả? Ba té bây giờ con tức mày ruột gan
có lầm lộn đâu nè. Bé anh nói sao vậy? Dạ, anh xỉn hay nhức đầu á. Trời ơi, thằng yếu xìu. Tao uống rượu 50-60 năm nay mà có đau nhức gì đâu. Thì 50-60 năm nay ba không có đau nhức. Bây giờ ba mà đau nhức là coi như đậm quan ba luôn. Ôi, tao sống tới giờ cũng đủ rồi mày ơi. Bye, ba. Vậy là ba muốn chết đâu hả? Trước khi chết làm nghĩa vụ đi. Đúng vậy. Chia tài sản giết gì chốt. Mày ăn nói không mày? Ủa mày tưởng tao muốn tài sản không mày? Tàn nhẫn. Không nào. Quá người ta. Qua đây mà coi. Trời ơi, làm chuyện bất nhân sắc đức trái ngược quy luật. Cha mà đi đánh con tàn nhẫn nè, trời ơi. Tao không đánh mày, tao đánh người khác đánh lời tao sao? Quánh mày lời. Thôi ba. Ba ngồi xuống đi ba. Ba xỉn rồi ảnh cũng xỉn hết. Đợi khi nào tỉnh đi rồi ba dạy ảnh ba. Ba uống chanh chứ giả rượu ba. Trời ơi. Ba ơi. Đi ai đó? Trời ơi. Bé em hả? Ơi. Tụ. Gia đình đoàn tụ ba cho con tôi có mặt ba. Tại nhà. Ủa mày sao vậy? Tụ con. Ba. Đó. Mày hút thuốc bằng lỗ mũi hả? Trời ơi. Làm gì vậy? Đó đánh con. Thằng nào quên con? Ba chết sống như nó lấy danh dự người cha phải binh con. Rồi, ba binh mà. Con vì con dâm mẹ. Nào quánh mày. Nào quánh mày. Anh với ba đánh không có lạ đó đâu. Nó bự lắm rồi. Nó bự lắm. Bự bao nhiêu tuổi? Bự cỡ nào? Trời ơi sao mà máu me nhiều như vậy? Máu không? Máu thì bắn đi. Máu lấy bông băng băng lên. Sao ba? Máu không băng băng đâu. Bắn bông con nó lấy bông nè bà nè. Cấp cứu. Cấp cứu này. Cấp cứu này. Băng lên. Băng lên. Băng lên. Băng lên. Băng lên. Để tôi lo cho con tôi. Ừ. Ăn đủ băng băng không? Bằng cha hóa. Để cái mời thầy băng cho nó đó nè. Con hận đó. Băng rồi. Con đó em đó, con hận đó lên. Ê, cho con vợ của con mà. Thằng em con đi đâu? Con vợ con đi kéo nó vậy ba? Ba. Ba. Vậy hai đứa này nó có tình ý à? Ba, ba ngăn cản lại con chung trong nhà này sẽ có sự thích trầu cao. Để cho con nguyên do. Ba, ba làm mai phải không? Dính vô đây rồi ba. Ba làm mai phải không? Con băng lộn mà tay nó dính vô mày ơi. Xin lỗi. Ráng chịu đau con. Rồi. Con hận nó. Mở băng đi. Mày hận ơi. Mày bị ai đánh mày? Ai đánh không? Ai đánh mày? Bự cỡ nào? Đâu ai đánh đâu. Không ai đánh cho mày tan thương vậy hả? Vậy đó. Đi về tới nhà. Về tới cái cổng nhà cái gốc cây. Cái gốc cây me. Đó. Đây, cái gốc cây me đây đứng đây. Con tôi ở ngoài đi con vô. Con đi. Con đi trời tối quá. Đụng vô cái ầm. Con dội ra một cái ốc. Không sao nha. Không sao. Nó không có sao. Tiếp tục đi nữa. Nó tập hai. Không. Nó đụng nữa. Con dội ra. Con rờ gốc cây. Gốc cây không sao. Gốc cây không sao. Con rờ chém con. Coi mạo. Nó chạy máu rồi. Con ra trả thù nó đi. Đi con ra trả thù nó đi. Mày đụng gốc cây mà mày biểu tao trả thù hả mày? Trời đất ơi. Nhưng mà con gốc cây con không có buồn mà con hận. Con hận chuyện tình cảm của con. Con hận người đời, con hận người đời. Hận gì? Sao hận nó nghe coi. Hận người đời. Bà nghĩ coi. Người đời hỏi dân con. Họ nói con. Mày đẹp trai, cao ráo mà vô duyên. Ba. Thằng nào mà nó nhìn con tôi nó nói cao ráo vậy trời. Ba. Ba nè, cái gì khóc nên con, trái cưng nên trái xưa khóc gì? Ba! Đừng khóc nữa, anh mày còn sống mà. Đừng ba! Nào, ngủ. Anh cầm ngon rồi à. Nó ngủ mà. Tại sao? Rồi. Tại sao ba sinh con ra? Ba nuôi cho con nên dốc nửa hình. Ừ, đúng nửa hình.
Dạ đúng. Chứ tại sao bà cho con có gương mặt đẹp trai giống bà, đúng không? Đúng rồi. Đẹp trai giống bà đúng không? Chứ mà tại sao? Tại sao không cho con có đôi chân dài như bà? Chân con ngắn ngủn. Tại sao? Người ta nói con là con chim cánh cụt. Trời ơi, con hận. Con hận. Nó nói con chim cánh cụt, thôi con không giận. Nó nói con vô duyên, con mới giận. Tại sao vậy? Ba có duyên mà tại sao sanh con ra vô duyên? Con hận ba. Đừng buồn em. Mày hận tao hả? Dạ. Tao biết đốt mày nhỏ, tao bóp mũi, tao thảy mày cho cá ăn cho rồi. Ông nói vậy mà ông nghe được hả? Tao mày ngủ đây mày. Ông trẻ mà ông không canh giờ. Mày ngủ đi. Con ơi, con của đâu có ham sống đâu. Con sống ở trên thế gian này mà con không có duyên sống đây làm gì ba, đúng không? Đúng ngủ đây ba. Ngủ đi. Không ngủ. Thức để tìm ra nguyên do. Đừng buồn em ơi. Lên giường ngủ với anh đi. Thức, không ngủ. Giường không ngủ mày á. Trời ơi trời. Nhậu cho cố xác rồi say xỉn nên nằm đất nó nằm giường. Ê, không ngủ phải không? Ta chết sao thế nào vậy? Ừ, nghiệp. Thôi con tôi. Ai cha ơi, nó buồn vì người ta nói nó vô duyên. Chắc yêu ai. Yêu ai bị người ta chửi nè. Con ơi, bé em. Dạ. Cần gì yêu ai con? Mày yên tâm. Tao sẽ cho cái vấn đề vợ con cho mày. Tao sẽ đi qua bên nhà của bà Tư á. Hỏi Út Dân là cưới cho con. Con mới nghe bà nói. Cưới vợ cho con hả bà? Cưới vợ cho con. Cưới ai bà? Qua bà Tư đó. Hỏi Út Dân được không? Út Dân? Út Dân mày được không? Không được rồi bà ơi. Sao vậy? Út Dân nó không chịu lấy con đâu. Sao không chịu? Nó không chịu đâu. Tại sao? Nó nói con không lo làm ăn. Rượu chè bé bét nó không thích con đâu bà. Thì hứa. Mày hứa với nó nè. Anh không nhậu nữa. Tao hồi đó cũng hứa với má con vậy. Cưới rồi về tao nhậu thả ra rồi. Gì đâu có. Không? Được bà. À. Cái thời của bà khác, cái thời của tụi con khác không có được. Khác nhau hả? Dạ nhau. Vậy hả con? Ừ. Nhưng mà không với vợ rồi thôi, để tao đi ngủ, phải không? Mày không bằng lòng thì thôi, rồi. Ai nói ba con bằng lòng? Con nói vậy chứ con bằng lòng ba. Phải không? Ta, hả? Bây giờ bàn bạc vô vấn đề cưới vợ đi. Sáng mai tới nhà bác từ gãy cầu hôn ha. Thôi ông. Cầu hôn xong cái là mình làm đám cưới liền ba. Làm đám cưới liền. Đừng có làm đám hỏi đám chi mất công ba mệt ba. Mặt mày ông xinh ngất đi đâu qua sớm mai. Trời biết đâu rồi qua bệnh rồi ba. Ông Dân thấy mặt con xinh này cảm động. Chấp nhận ưng con sao ba. Thôi được không? Được ba. Thầm quá. Ê, bây giờ vậy. Hả? Mình bàn bạc nhà đám cưới đi ba. Qua bệnh làm đám cưới dù đồng ý xong cái một tháng xong làm đám cưới liền. Đừng có làm đám hỏi. Phiền. Ôi bỏ cho ba tội nghiệp ba. Mày nhỏ xíu ý kiến gì để người lớn tính cho. Trời ý kiến chứ. Bởi vì đám cưới này là hạnh phúc của con. Con có ý kiến con sợ sức khỏe ba thôi. Ba lớn tuổi rồi là làm đám cưới đám hỏi gì qua con đám cưới hả? Đám cưới là có ăn. Mà có ăn là có nhậu. Thôi mày ngủ giùm tao cái đi. À ngủ. Con sợ sức khỏe cho ba. Đúng không? Sợ sức khỏe ba. Trời, nói tao cảm động quá. Dạ. Chắc tao sống 120 tuổi để mà mày lo ha. Không có đâu, ba có nói thiệt bà. Ba là người đàn ông mà sung sướng nhất, hạnh phúc nhất trong cái xóm này. À. Con nhìn kỹ rồi à, con thấy là nhiều người ông già trong xóm này không ai hạnh phúc bằng ba. À, hả? Ba muốn gì được nấy nè. Đó muốn mày. Ăn, có người lo cho ăn. Đừng. Muốn nhậu, có người lo cho nhậu. Đừng. Mà còn có bạn nhậu nữa. À. Trời sinh cho ba có hai thằng quý tử, bé anh. Đấy em. Đúng rồi. Bán nhậu của bà. Ba còn muốn gì nữa. Đúng không? Đúng. Một cây làm chẳng nên non. Ba cây. Ba thằng chậm lại. Nhậu luôn tới chiều. Thấy chưa? Bà thấy không? Con nói cuộc đời ba không có thiếu gì hết. Đúng. Không thiếu gì hết. Muốn gì được đây. Ba chỉ còn thiếu cái là nằm một chỗ có người đút ăn thôi. Phải rồi. Chính xác. Chỉ thiếu cái nằm một. Mày trù tao mà. Tự nhiên mày biết nó nằm một chỗ là sao mày? Thôi, nói thiệt với con à, ba cũng thấy được cái sung sướng của ba, cô Phước, cô Vân mới hiểu vậy. Thấy không? Tao á, vậy là nhờ hồi đó là tao lo làm ăn. Thấy không? Tuổi già tao hưởng.
Mày tuổi trẻ cứ nhậu nhẹt hoài, lớn không làm gì rồi, ăn cám này không có ăn nữa à con. À, ngày mai qua bên đó bà, con phải mặc đồ vest đàng hoàng lịch sự á. Bây giờ bên đó người ta không có đánh giá bên đàn trai, ba cũng ăn mặc cho đàng hoàng là cứ mặc lơ thôi vậy ba. Ôi mẹ ơi, người ta mới nói miệng thôi chứ chưa có gì hết trơn mà mày tính đồ vest rồi, mày tính kỹ quá, làm như chắc ăn rồi. Thôi giờ không suy nghĩ hết. Nhậu tiếp. Đi vô lấy rượu nhậu tiếp. Phải nhậu nữa không? Nhậu. Nhậu xong sáng nay. Bây giờ là nhậu rồi để tao kêu con bé anh nó dậy chứ để nó sáng nó biết nó trách. Đúng rồi, kêu bé anh dậy đi. Con yêu Huy. Hả? Nhậu con. Nhậu à? Giờ nhậu rồi. Ờ. Nhậu con. Đây. Trời ơi, đứa nào đem cho dép lên dám để vậy? Trời mày nằm dưới đất quỷ ơi. Đất đâu mà đất? Đất quỷ ơi. Ê, rượu rồi bà. Rượu rồi. Rượu tới rồi bé anh. Rồi bà ơi, mình nhậu. Lấy cái gói giục đất vậy? Tao rồi. Trời ơi mày ơi, thôi mày xỉn quá rồi. Mày nhậu nổi không? Nổi. Nổi là hơi. Anh bé anh ơi, đợi gọi đây, em nói cho nghe vui lắm, vui lắm. Chạy tránh ra lên giường xong rồi nhậu. Gia đình. Hạnh phúc. Mày lại đây nè con trai. Đây ha. Ngồi đây. Bảo anh tin mừng nè. Sáng mai ba sẽ qua nhà bắt tư gái hỏi cưới Út Dân cho em. Mày cưới vợ mày? Dạ. Ba cưới vợ cho nó đi. Nhưng mà ba chỉ sợ cái vô duyên của nó phục hồi khi qua bên đó. Mày phải có duyên mới có vợ, hiểu chưa? Được, có duyên. Qua bên nói chuyện là phải có duyên. Ba thì không biết nói gì nhưng mày quan trọng. Dễ ợt ba ơi. Nói chuyện giống như ăn nhậu thôi. Giống như bố vô nè. Không, bây giờ nhớ vô bằng tiệm không có thằng nhậu nào mà nó biết nói không. Vô chân dài ba ly là bắt đầu nói vua xua nói tràn gian đại hải luôn. Rồi vợ cho nó. Rồi cất nhà cất cửa cho nó ở. Cái tí hú làm ăn. Mày đừng có lo. Cột dân nó lấy được mày là nó có phước ba đợt. Đúng, nó phước chứ anh. Đúng rồi. Nó đâu có quýnh lỡ mày đâu. Bà, bây giờ mình tính ngày mai qua bánh mua quà gì nè. Thế đó yên tâm, tao lo. Lo lo. Yên tâm lo, dài ký qua la mày. Đi vô đi con. Đi vô, mình ngày mai có vợ. Đây. Nói cho con có à tôi. Thôi. Má ơi. Mày đừng có phục hồi vô duyên nghe. Má ơi. Nói bình tĩnh. Mày còn hôi rượu lắm, đừng lợi gần bà nghe không? Hôi rượu nước năm à. Đứng xa xa nghe không? Bà qua hả? Dạ. Ủa. Ở chào chị Tư. Chàng ơi. Trời ơi, đi đâu mà ăn mặc bảnh tẻn quá vậy nè. Chắc là đi ăn dỗ phải không? Rồi sẵn đường ghé qua thăm tôi luôn phải không? Dạ. Mời bà anh má ngồi. Dạ. Mời con ngồi con. Đừng. Dạ. Con đứng được rồi. Đứng đây này. Ủa? Bộ con mắt của con bệnh hả con? Dạ đâu có. Dạ đâu có bệnh. Ủa không bệnh sao con mang kiến vô nhà rồi mở kiến ra cho nó thoải mái mắt đây con. Trời ơi trời không mưa mà đeo cái mắt xấu vô chi vậy ông nội? Hả? Ủa sao con mắt của con nó bầm đen vậy? Dạ. Dậu nghe. Con mắt của con nó sao? Dạ con. À cái kiểu này là chắc là đua xe lạng lách rồi phải không? Dạ. Phải không? Dạ. Trời ơi, bắt nó thiệt chứ con nha. Bắt ghét cái mà chạy xe lạng lách lắm. Ha, rồi đó, đụng người ta. Mà cái thằng đụng thì không có sao. Mà cái tội nghiệp á là cái người bị đụng á ha. Rồi người ta chết, rồi mang thương tật suốt đời. Dạ. Ha. Bị vậy á đỡ lắm đó. Dạ, mời anh uống. Dạ, con uống nước đi. Con đâu có chạy xe đâu bác Tư. Ủa chứ con không chạy xe sao con mắt của con vậy? Con đi bộ mà. Con đi bộ hả? Dạ, đi bộ. Mà rồi. Con đi bộ. Con lũ vô cây. Trời đất ơi. Trời ơi, được.
đường xá rộng thênh thang, sao con không không đi mà con nghe gốc cây con lũi vô vậy? Dạ tại con xỉn. Trời ơi trời, phục hồi rồi bài trà. Xin vô xin vô. Nó lỡ đi trời té trời, cái gốc cây nó cũng mất dạy nữa, đứng hoài chỗ không chịu nhúc nhích để nhỏ nó lủi thúng. Trời ơi cũng may chứ không thôi là gãi cổ chết đó anh. Nhưng ba bởi vậy nó cũng dạ. Hên nó cũng có phước á. Dạ. Tôi... nói đúng nó không biết nói gì cả, không biết nói cả. Từ khi quen em đã biết bối rối, em đã gì vậy? Đã gì quên rồi? Thôi nghe em cười, nghe em cười. Ta không được. Sao? Bà không có cười. Cười không thấy em cười. Nói. Dạ thưa chị. Dạ thưa chị. Trời đất ơi, anh muốn nói gì thì anh cứ nói đại. À tôi biết rồi, chắc là anh muốn qua anh mượn con gà trống tôi về đặt máy phải không? Không không không, nhà máy bên nhà tôi không có cần đạp trống. Dạ bà, vô duyên bà. Sợ mày á, sợ mày. Dạ. Dạ. À nếu vậy thì để lát tôi kêu Út tôi nó đem con gà qua cho không, anh nha. Dạ không có sao. Dạ không cần, tôi nói chuyện khác. Chuyện gì? Dạ thưa chị Tư, hôm trước đó dạ. Gặp nhau ở đám bên nhóm vũ ở nhà của cô Sáu đó, cái Tư có nói với tôi là cái vấn đề của bé em đó, hỏi thăm nó rồi cái tôi nay dẫn nó qua đây ra mắt chị Tư. Ví dụ nó út dân à vậy dạ. Đó hả? Dạ trời ơi tưởng chuyện gì chứ thì được rồi. Dạ. Nhưng mà tôi chưa có nói cho Út tôi nó nghe. Dạ vậy. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ sẵn đây thì tôi cũng kêu con Út lên. Dạ. Rồi cho hai đứa nó nói chuyện, nó làm quen với nhau luôn. Dạ. Phải không dạ, anh dạ, ba? Dạ. Thấy được không? Dạ được chị Tư. Dạ. Dạ. À Út à. Dạ. Út. Dạ. Lên nó biểu cho con. Dạ. Em có chờ con chưa Út nha ba? Trời ơi, lẹ đi con. Dạ. Trời đất ơi. Út. Dạ. Mà con đang chị trẻ của nó kêu con cái con ấy để con đi cất, con đi cất con lên liền. Bần. Hey. Ra đây. Con biết gì không? Đàn dạ. Tử tế lại. Bữa nay bác bà qua đây. Dạ. Rồi dẫn anh Út em qua đây. Dạ. Là để hỏi cưới con. Mà má cũng đã hứa rồi. Bây giờ là má cho phép hai đứa tụi con bây giờ tìm hiểu với nhau đi. Rồi tháng sau hay tháng tới nữa là mình làm đám cưới liền. Phải không anh ba? Dạ tùy chị Tư. Má ơi, cái chuyện này sao tự nhiên má nói đột ngột vậy? Con đâu có tính toán mà con đâu có biết cái gì đâu. Trời ơi, từ từ. Cái gì nữa? Từ từ có gì đâu gấp. Từ từ rồi cháu nó cũng nhừ. Cứ từ từ đi. Hồi đó như là bác với má con hồi đó cũng đâu có tính toán gì đâu. Nhưng rốt cuộc là cũng có vợ có chồng. Nè cái số là cái duyên thấy không? Dạ con nè. Kính thưa thầy. Bác. Mày. Một bác nè. Coi chừng phục hồi. Coi chừng phục hồi vô duyên phục hồi. Trời ơi trời. Kính thưa bà. Kính thưa bác, kính thưa Út Bân. Rồi, kính thưa. Cái gì Út Bân? Dạ, tại vì một tràng chữ B nên nó lỡ trơn. Út Dân con à, chứ không phải Út Bân. Dạ, Vân, Út Vân. Út Vân. Dạ. Thôi bây giờ cái con cứ nói đại đi, bác không có chấp lễ nghĩa gì đâu, nói đại. Dạ. Hăng con, nói để nó đòi. Dạ, thưa bác, con qua đây à, con... giờ ba con cầu hôn Út Dân cho con. Con hứa danh dự là con mà lấy được Út Dân rồi con sẽ là một người đàn ông gương mẫu, không rủ che bé bét. Hứa danh dự, chí thú làm ăn. Hứa giữ lời ha. Dạ. À, cái này là con hứa chứ bác không có suối nha. Mà dạ. Bác con không có biểu nha. Phải giữ lời đó. Phải biết không suối hứa chi. Má nhưng mà con... Nhưng mà cái gì? Nè bây giờ con á
với anh mấy em ra sao ăn rồi nói chuyện làm quen với nhau đi con. Dạ. Chúc đây cũng như có chút quà, cũng như làm lễ ra mắt để nói chuyện cho nó ngọt ngào á chị Tư. Trời ơi, gia đình tôi không có đàn ông. Dạ. Thành ra anh đem biếu rượu đâu có ai uống. Tập chú Tập chỉ uống vô dịp. Thôi bây giờ cái này tôi gửi lại cho anh nha. Dạ. Tôi nhận cái này thôi. Trời ơi, quà cáp mà ai đem về. Dạ, con xin phép bác ba, con xin phép má con xuống bộ củi đi con. Mắc cỡ. Thưa bác, cho con ra con. À, đi đi con. Đi bà. Ra ngoài sau hai đứa làm quen với nhau đi nha. Đừng có để phụ nữ với Kim nha. Đi bà. Bình tĩnh nha. Dạ. Út bên làm việc mà chặt không? Dạ đâu mệt cái này em quen rồi anh. Ừ, để dạ, em quen rồi. Anh không được, để em phụ cho, phụ cho. Không, anh tính ra không, công chuyện này của em mà. Để đi. Phụ cho. Nè, đàn ông mà. Đàn ông là phải phụ cho phụ nữ cái việc mà đăng nhập. Phụ nữ thì chỉ có việc mà nấu cơm thôi. Anh lộn rồi, dạ không phải. Dạ cái này là củi, còn cái này là cái rửa là mình phải chẻ củi. Dạ không phải. Cái này chẻ cái này chứ không phải là cái này chẻ cái này. Dễ thôi. Nè, đàn ông phải làm cái việc này, đúng không? Anh mấy em, có chuyện đứt tay. Cái gì đứt tay? Anh cầm ngựa cái lưỡi rồi. Anh thử thôi, thử rồi. Dễ mà. Con sâu nè. Anh làm gì vậy? Con sâu em ơi, con sâu. Ê, làm gì vậy? Ê, buông ra, buông ra. Mày bị sao vậy? Nó đánh con. Cái gì vậy con? Bị cay lên con. Trời ơi. Ui da. Con sao? Con đánh mẹ. Con dân đánh con. Ui da. Trời ơi, đánh con tôi tan nát thì sao? Trời ơi trời. Sao rồi? Mày mở cái tay ra tôi mới thấy được. Mắt con. Trời ơi, mở ra con ơi. Món nuôi cũ mà mày làm gì ghê vậy? Ủa vậy? Mày sao vậy? Trời ơi, chưa là vợ là chồng mà đánh lộn nhau vậy rồi về nhà tôi rồi đốt nhà tôi luôn hay sao? Không phải lỗi tại con, tại mấy em, không phải lỗi tại con. Tại vì anh thấy con sâu nó đậu trên đầu em, anh gỡ thì em đánh con anh sâu sao tự nhiên anh ôm em cứng nhắc vậy? Ừ, mày vậy quẹt nó đi nói rồi mày là nhục quá không à? Không mà không muốn thèm nói chuyện gì, mệt quá, đi về đi. Không anh thì cưới vợ đâu, con đi ba bắt con cưới vợ, con không cưới vợ đâu. Ai ép mày? Con không lấy chồng đâu. Mày năn nỉ tao mà ép tao qua cái ai ép mày? Đi về, không nói chuyện mày nữa, đi. Về. Mày đâu vậy? Đi về đây đâu, tôi nhằn hả? Đi về đây đi. Ra đây nó cầm cây búa nó bữa mày một cái nữa, làm hai không biết sao rồi tao ghét lại mày. Đi về. Về. Trời đất ơi, chết được rồi trời ơi. Con hết hồn hết vía luôn á. Tại anh bé em đó chứ không phải tại con đâu, con nói thiệt không. Mà con không có quýnh anh mạnh đâu, con đạp anh cái con thôi ảnh vô cái là tự nhiên té bật ngửa ra chứ con không có làm gì chứ. Con làm gì không có thiệt. Con nhìn lại con coi. Con sao đâu? Trời ơi, con gái ăn mà con mặc quần áo cái kiểu gì. Đàn ông không ra đàn ông mà đàn bà không ra đàn bà. Má nào biết sao là tại vì đó nãy con đi làm về rồi con mới kịp vô kịp thay cái quần ra thôi. Con thôi để cái áo này ra con cột lại cho nó gọn, con chẻ củi xong rồi con đi tắm rửa luôn đó. Bởi vậy má mới lật đật má mới đi gả chồng cho con. Má không sợ con ế chồng. Nhưng mà má nói con biết không, cái lỗi này là lỗi tại má chứ không phải tại con đâu. Tại má hứa bậy hứa bạ chi rồi chợ gặp vậy thiệt. Mà cũng may là chưa có đám cưới nha, phải đám cưới rồi nha. Thiệt là khổ cho đời con gái của mà con nói má nghe nè, con biết là má thương con, má lo cho con, nhưng mà vậy nè, con lớn rồi, con biết cái nào đúng con làm, còn cái nào không đúng là con không làm đâu. Như này nè, tụi con á còn phải đi học nè, rồi mai mốt ra trường nè, rồi con phải đi làm nữa. Lúc mà con đi làm nữa con có nhiều bạn bè tha hồ, lúc đó là con chọn lựa. Gì đâu mà má phải quýnh quán lên lo dữ vậy. Tha hồ chọn lựa phải không? Chứ mà con nói má nghe, không có phải là con nói cái gì đâu, nhưng mà anh bé em á, anh rượu chè suốt ngày à, làm sao mà được cái chứ, đúng không? Trời ơi, má chỉ nghe thôi, bây giờ má mới thấy đó. Bây giờ má thấy má sợ quá rồi. Nhưng mà nói con nè, bây giờ không không nha, không bây giờ má để cho con tự do lựa chọn.
mai nhờ rủi chịu rồi, nghe chị. Con xin hứa với má không bao giờ mà rủi chịu hết trơn cái trời đó. Rủi chịu phải không? Không, cũng có bổ cha mày nha. Tao không có sống đời tao lo cho mày đâu nha. Mày ráng mày lo đi nghe. Ờ bà con ơi, dạ. Chết rồi. Bây giờ còn cái của nợ này sao đây? Đâu có sao đâu. Bây giờ vậy nè, coi như mình trả lại cho bác ba đi. Trả lại được hả con? Được chứ sao không được. Như vậy rồi đâu có mất mát gì đâu, đúng không? Mà vậy mình còn tế vậy nó, thay vì mình phải nói thì thôi con tôi không chịu, kỳ lắm. Giờ đúng. Mình trả là coi như mình không chịu. Đúng rồi, trả lại coi như không chịu. Má đi liền. Đưa đây. Đi, ở nhà nha. Nha. Má, dịu dàng, không căng thẳng. Đúng, dịu dàng, không căng thẳng. Trời ơi, thiệt tình dục cái gì đâu, thiệt tình. Tao nói thiệt với con ấy, không thấy nào mà tao dắt cái mặt mày đi mà lần thứ hai nữa đó. Mày làm tao nhục nhã quá mà. Thiệt, tao từ mày. Mày giật áo cho người xem lưng, bực mình với mày. Có gì đâu, ba từ con thì con tánh con thật thà, có sao nói vậy. Thì mình có sao nói vậy, có gì đâu ba tự con. Thôi thôi, không có nói chuyện với mày nữa, mệt quá. Tao đi ngủ không có nói chuyện với mày. Nói chuyện với mày mệt rồi, mắt ông gây gỗ với mày nữa, mệt thân thêm nữa. Cuộc đời tôi sao nó bất hạnh dữ vậy trời. Bị người ta chửi vô duyên, bị con gái đánh, bây giờ ba từ là sao? Chán quá. Biết sao giờ. Sanh tôi ra đã bị vô duyên rồi. Còn biết thương tôi vào người Út ăn khó chịu, tôi là Út mà tôi phải chịu trách nhiệm chứ. Lung cũng chịu rồi, khùng cũng chịu rồi, vô duyên cũng chịu rồi. Gì vậy? Mày làm gì mày đứng mày nhai ngải hả mày? Tao trọng tao mới vừa chợp mắt đợt ba cái là nghe tiếng mày nói ra cho tao hết ngủ luôn à. Sao? Ba bển vợ con rồi sao? Tính sao rồi? Được không? Thất bại rồi. Nào. Sao thất bại? Bị Ngúc Dân nó đánh. Trời đất ơi. Nó đánh. Rồi nó chịu cưới. Nó chịu chấp nhận em làm chồng nó. Trời đất ơi. Rồi về bị ba chửi ba đánh. Bây giờ ba đuổi đi nữa thì sao vậy? Trời đất ơi. Con Út Dân này ghê hả trời. Tắt quái gà mái đá gà cồ. Thì bình tĩnh đi. Tao đi qua bển tao gặp gia đình nó nè. Trời ơi dễ sợ chưa. Mà thôi. Mày cũng đừng sợ. Không cưới được con này tao làm mai mày con khác. Mày làm gì mày sớm mày ế hả? Bà làm ăn kiểu đó, đừng có sợ. Con nhỏ đó tao qua, tao kiếm bà cho coi. Gì vậy anh? Trời ơi! Bà qua rồi mày. Ờ, như bắt từ bà qua. Phải đi ngoài bờ kìa. Anh tiếp bà nha, em vô nhanh. Vô đi, để tao tiếp. Vô mà kêu bà vậy không? Dạ. Chào bác. Chào chú. Dạ, mời bác ngồi. Ba uống nước rồi, rót nước, ba uống hết. Thôi. Tôi qua đây là tôi có chuyện tôi đi gấp liền. Dạ, không, uống miếng nước ba. Được rồi. Dạ. Ủa rồi, anh ba đâu rồi? Dạ, ba con á, hình như ổng về, cái ổng bị trúng gió rồi, ổng... À thôi vậy cũng được, thôi để cho ảnh ngủ đi. Dạ. Bây giờ tôi qua đây là tôi có cái chuyện là tôi xin trả ba cái món đồ mà nãy anh ba anh đem qua anh biếu tôi đó. Bác nghĩ là hai đứa tụi nó đẹp đâu xứng lâu dừa lứa lắm. Mà nói chuyện tâm đầu ý hợp dữ lắm. Nó đẹp đâu lắm bác ơi. Thôi chú ơi. Về đây nếu mà nó làm dâu ở đây không bao giờ tụi con hành hạ. Tụi con để cho nó ở không là không làm đụng móng thai Phật tính lại đi bác. Cảm ơn. Tôi cũng suy tính dữ lắm rồi. Yeah. Bởi vậy cho nên tôi quyết định một cái rụp là thôi đem qua trả hết. Thôi bây giờ chú nhận đi nha. Cái nhận giùm tôi nha. Bác ơi bác. Đây là bờ té lọt lội giò. Qua đây làm cái ào xối xả cái đi về. Sao anh hay? Sao gì nữa? Ba. Cái dễ nhà mình đến mức độ rót nước mời bà uống bà không thèm uống. Đem bà tống bà cái rượu bà qua nè thấy chưa? Vậy là vậy. Thua rồi phải không? Thua 100% chứ thua gì. Mày thiệt. Số mày tội lậu quá đi. Mà thôi đừng buồn. Mình đàn ông con trai. Mình là giống đực chứ không phải giống cái. Trâu tìm cột chứ cột có tìm trâu. Mày thương Út Dân lắm phải không? Tao sẽ làm mai mày con khác. Ngon hơn Út Dân. Giàu hơn Út Dân. Bản lĩnh hơn Út Dân, để cho Út Dân nó gặp mai mốt mày đi với vợ mày, nó gục mặt xuống sình. Mày chịu sửa không?
Trời ơi, sợ con đó không rồi. Con đó nó khùng không ơi. Còn gì nó hơi mập chút xíu thôi. Mày chịu con Linh không? Thôi, không làm anh thấy con gì vậy tới ghê không ơi. Mày đã thấy mày yêu đương mà mày nhát thích. Mày làm như Út Dân, có mình nó trên cái trái đất này. Mệt quá. Thôi được rồi, vô ngủ đi. Mai chiều mày tính. Tao đem vụ gì vô tao nói cho ba biết. Ba ơi ba. Ba. Ba ra ba coi này nè ba. Ba ra đây. Yên với tụi bay à. Cái gì mà ngủ mê hết thằng em. Ngủ gì mà. Ngủ gì đó. Bà Sáu mà mới qua đó. Bà Tư mới qua đó chứ. Qua mày xin chiều chuyện thời nào có qua để tao ngủ bà ơi. Bảo qua rồi đó, bà nói bà từ hôn không cho Út Dân lấy Út em á. Cái đó là đã nói ở bệnh rồi, tao thấy là vấn đề là không có yên rồi. Tao với nó mới về rồi, nói tao mệt để tao ngủ bà ơi. Thôi bà nghĩ thôi, tôi ăn nhậu đi. Thôi ăn nhậu quá. Đi. Thôi nhậu không? Nhậu. Nhậu. Có nhậu cho ba nhậu chứ. Hay à. Hả? Ê lấy gì bầu với mày. Ừ. Để đi, chẳng thèm mày kêu ra nhậu. Chứ mày nói cái gì, cái chuyện mà tao biết rồi mày nói gì. Tao nói thiệt, hồi nãy dẫn nó qua bển là cũng nhục với nó. Rồi quánh nhau gì làm sùm hết trơn hết trời. Chẳng thà về nhà đi nhậu đi cho nó vui, thấy không? Kệ nó, tới đâu hay tới đó. Chứ cuộc đời nó lại nó ngu quá, rồi nó khùng quá, nó ráng nó chịu. Chứ nó đừng có khùng củi ba. Ba thấy rượu này ngon không ba? Cái rượu này quen quá nghe. Nhìn chứ biết rồi. Đâu bà? Ngút cò. Bữa đám giỗ ở giỗ bên nhà nó, ngút cò nó đem qua nó cho nè, phải không? Hả? Bây giờ em mới hiểu là tại sao em vô duyên rồi. Cái còn gì nó tao thấy rồi, tao biết quen rồi. Không phải rượu đám giỗ đâu ba. Chứ đâu rồi nè? Rượu này rượu của người ấy. Người ấy? Người ấy của ba với của Ngút em. Được anh? Bà Tư á. Bà Tư? Bà đem về rượu rồi bà thối á. Ôi trời đất ơi! Trả lời nè ba. Nói chuyện vậy rồi bà đem rượu cái đồ quà tặng biếu của mình rồi tự nhiên giờ bà đem bà trả thiệt vậy hả? Dạ. Vậy là tiêu thiệt rồi con ơi. Còn gì nữa không tiêu bà. Hết nước hết cái rồi. Con nói cho ba nghe vậy. Thôi rượu này là rượu nhục. Thì mình cứ việc uống đi ba. Uống đi biết cái rượu nhục nó như thế nào. Ba hiểu không? Không cùi nha ba. Mày uống không mày? Uống chứ. Uống đi. Uống có biết. Thôi uống làm cái gì con ơi. Nhục nhã lắm rồi. Tội là tội cho cái thằng bé em nó. Cuộc đời nó vậy là thấy thua rồi. Từ thua tới thua rồi. Tao thấy Út Dân nó được lắm. Mà bây giờ thằng này coi vậy mà số nó mù câu vợ hả trời. Mày thấy tao không? Nhậu nhẹt be bé. Vậy chứ dĩa mồi nè mày thấy không? Vợ tao nó cũng vệ sinh lắm. Nó lót giấy lên đây luôn nè mày thấy không? Đó. Vợ tao nó thương tao lắm. Trời ơi, giấy tập học trò mà nó làm phung phí vậy. Ý hình như có thơ. Hả? Vậy thơ có phải là thơ trong chai rượu không? Hay thơ bên dĩa màu? Gì? Chẳng lẽ thơ của bà Tư? Bà trả rượu, bà còn đầy thơ nữa ba. Được rồi. Bà đọc đi. Chuyện người lớn nghiêm túc quá nha ba. Giới trời giới Phật cho bà đựng chữ nặng ba. Tôi bồng con về nhà ba má tôi. Ừ? Nhà ai nấy ở. Tôi chịu đựng không nổi nữa. Khỏi đi tìm. Ủa? Bà Tư này con bà lớn rồi mà bỏ bồng đi đâu nữa trời. Ừ. Út Dân nó lớn dữ lắm rồi. Đúng rồi. Bà ẵm Út Dân rồi bà gãi cổ bà chết liền. Đừng nói. Thôi đọc mệt quá. Bà này chắc cũng tâm thần rồi. Tâm thần rồi nghĩ sao bà. Trả rượu rồi nói trả rượu. Tự nhiên nó bồng con về nhà làm gì. Bởi vậy. Ủa sao nữa vậy? Gì vậy? Sao bữa nay con nức nở hoài vậy con? Mày làm gì? Mày đọc thơ rồi mày khóc. Mày bình tĩnh đi. Con có chữ nặng lắm ha. Cái gì cảm động? Con bình tĩnh. Mày coi tới tập cuối coi, thường thường tập cuối cảm động lắm. Đấy, con đọc nè. Ừ. Tôi bầm con về nhà ba má tôi. Nhà ai nấy ở. Tôi chịu đựng không nổi nữa rồi. Cái đó tập 1 rồi. Khỏi tìm tôi. Ừ. Tập cuối rồi ba. Ừ. Ký tên Linh già. Má thằng cu lưng. Mít tích. Giỡn mày vậy không? Cái phim này nó làm gì gia phả nhà con nè ba.
Tư bị á. Thôi ra đi, ba con một con vợ, vợ con nó bỏ con đi rồi ba. Cứu con ba. Ba, cứu con ba. Ta có một con vợ như mày rồi ba. Ba ơi. Ba đắt đầu đó mà. Nó mất vợ. Rồi tới thằng bé anh. Nó mất vợ. Tôi thì mất vợ cũng lâu rồi. Ba cha con đều không có vợ. Mà lỗi là tại nhậu nhẹt. Vợ của mày nó bỏ đi là mày nhậu nhẹt ly bì, đánh đập chửi mắng hành hạ nó. Thằng này nhậu nhẹt vô nó bậy nó bạ rồi xỉn rồi hư thân mất nết rồi vô duyên nữa. Rồi cũng mất vợ. Lỗi tại tao. Má mày chết rồi, đáng lẽ tao có bổn phận phải dạy dỗ hai bay nên người. Rốt cuộc rồi tao cũng nhậu nhẹt luôn. Càng ngày gia đình mình càng hư đốn. Thôi nín đi hai con. Lỗi tại ba. Lỗi tại ba ha. Bây giờ nhầy đi. Thôi đừng khui. Không nhìn tới nó nữa. Bỏ nó luôn con. Chính nó là hậu quả. Để cho ba cha con mình khổ nè. Ba tìm vợ giùm con đi ba. Tao dẫn mày đi qua nhà má của con Linh. Xin lỗi ba. Xin lỗi vợ mày. Rước vợ mày trở về, tao làm chứng mày thề bỏ rượu. Nghe chưa? Ba con đi mình đó, ba đi với con. Ba dẫn con đi. Mày dạ. Ráng là phải tu tỉnh lại, không uống rượu. Ráng tập tành nói chuyện cho có duyên. Để mai mốt tao dẫn qua nhà bà Tư nói chuyện lại với bà Tư về có Út Dân, hay không? Dạ. Lỗi ba, bây giờ ba đáp lại cái lỗi đó. Lo cho hai thằng bay có vợ được chưa? Dạ được. Bé anh theo ba đi nhậu. Đi nhậu hả ba? Nhậu cái đầu tụi bay. Đi rước vợ. Xin lỗi vợ mày. Trời ơi, ba cho con.